Yes. Egyptian Greg Mark. Egyptian Greg Mark. Vâng, bên mình Greg của Hưng nhiều. Quân trận này là bên mình tịt hơn là khá nhiều. Vâng, bãi quả lại còn tù tội. Bảy hiệu bảy con dành cho Maxi của chim sẻ và màn hình máy Gunny là người cầm cú đách cũng là một bảy hiệu bảy to. Giữa anh à, có một đôi voi. Vâng, hiệu 7, hai nhà đều hiệu 7 về nhà. Sẽ là một cái gì đó để có thể ép đời 2 rất là sớm. Hy vọng là Hưng Nhiều còn một con voi lửa trong kia, là 4 voi. Đằng sau con voi kia còn con lửa thì đẹp. Hy vọng sẽ có một đôi voi, à một con voi lửa. Có một bãi đá phía trên. Liệu có gần nhà hay không? Đây rồi, một con voi kia một đội. Không được, mỗi một con. Chứ bù lại có một con voi đằng này. Thế nhưng bài 4 voi hiệu 7. Mày đánh 22 dân thì mà vẫn muốn đánh thêm dân, anh còn quả, có quả phụ chưa? Xem chết một dân. Hay. Đây là đôi voi dốc nhá, cẩn thận. Hai làm dân 7-30. Kích như xem. Trở lại với chim sẻ, 25 dân đang trên đường, dường như đang muốn đi ôm vòng. Về đây rồi, 18 thấy rồi, lại mon men ấy. Mình bóng dân rộng, mình nhìn thấy nó không nhìn thấy mình đâu.
đang là bập bùng, vẫn đang là bếp lửa. Một lờ trong nhà, đối phương cũng đã nhảy đời hai rồi. Giữ được hai con dân đấy thì tốt, lên ba xong còn đồng ý. Chữa thì kích đời luôn. Lo 11:30. Nhưng bài thằng 8 nó cũng không sớm thôi. 8 đánh cung. À đánh cung thì tươi, đánh cung ôm bom được. Vâng, sang sang đây. Ờ làm sao? Gọi T ra đây mà bắn. Anh xây xong rồi. Vâng, sang thủ cho ekip, không có giò nhà đâu. Chạy. Rồi thoát. Ô thành bò nhỏ. Vâng, ekip thành bò nhỏ luôn. Trong khi đó thì Hưng Nhồn đang chọc tốt vào nhà sang. Vâng, đi kê người khác thì ở nhà bị đánh thì là đúng rồi. Mạng mình còn không chịu đi lo, cứ đi lo hộ người khác. Chết không oan. Chim sẻ 25. Ekip giờ chưa bánh xe. Sẻ thì đang có 2 tuần chém trong này. Chém một cái ruộng vào. Một y luôn. Chảy cối thủ ruộng. Không biết nó có mua một lạc đà một giò đi bãi vàng chim đâu, còn chẳng thấy đâu cả. Xin tân vàng lên trên 3 không em? Kích kích kích. Rồi. Xin thêm tân cơ. Ô xin. Xin thêm tân cơ đóng y nữa. À rồi rồi rồi. Đóng rồi. Đúng lúc ngoảnh sang nhìn nó đóng mất rồi. Vâng, thông tin báo về thì Gdex đã chém chết Seng rồi. Bây giờ thì Seng đã phải chạy nhà. Và Greg đang siêu siêu khỏe. Greg có lẽ thời điểm này đang là người của tham lai to nhất bản đồ. Trong khi đó thì Egip của, vâng, Egip của BB tôi nghĩ là có lẽ là chỉ có chờ giờ thôi. Anh lưng đào vàng lên anh Hưng nha. Chim nó bị bắn vàng rồi. Nhưng mà đã bung, đã bung, đã bung. Vâng, Seng, Seng Egip, Seng, Seng Egip. Vâng, Greg. Rồi, hay lắm. Vâng, ekip bung nhà rồi nhá. Hai y sóc siêu đều. Làm gì có cửa à? Phải e sẵn em mẹ. Phải e sẵn đi. Bảo anh bảo phải e sẵn rồi, cũng vậy gì cả. Ra làm vàng đi, chúng nó chạy hết rồi. Ra làm vàng đi. Timeline không có cửa thua.
Vâng, hai bên ngồi cạnh nhau có chưa đầy 5 mét. Thế mà tôi không thể là bình luận to quá được. Bình luận to quá nhớ lỡ lỡ đội bạn thua trận này dỗi đi về chết. Chúc bãi vàng anh ơi. Đã cứu thằng này cái. Khổ quá. Thừa đồ thì cho nó tơn nó sóc y với rồi. Thôi vứt dân đi được. Ăn hoàng được hai bãi quả phụ, chim sẻ đang đẻ quá nhiều y. Khỏe mắc ba le. Vâng, bãi quả phụ giữa hai nhà đối phương không ai biết. Quản giữa bản đồ nhá, giờ chỉ có mỗi giữa bản đồ thôi. Đây lại ở dưới, ở mặt dưới chim đi dân qua kìa đấy. Điều ngay mấy em xuống xẻ răng cho dân đi. À. Rồi. Cay cay mũi quá, thủ ngay một đấy cho bãi vàng. Đỡ bực mình. Ờ. Điều này. Sao cứ đi lao vào đây làm gì nhỉ? Thiên đường rộng lối anh không đi. Hưng Nhổn mới bảo thấy bảo có 4 lờ thôi. Trận này hơi tiếc. Khi mà nếu như chim sẻ đánh ở nhà thì chúng ta sẽ được theo dõi màn hình máy Hưng Nhổn nhiều hơn. Nhưng mà xem ôm bom vẫn sướng hơn. 43 năm nay vừa Hưng Nhổn. Bài quá khỏe. Seng là vẫn nằm ở cái gì ở đâu nó vẫn ra được quân này. Công 4, giáp 4 đi anh. Mít e nhá. Rồi. Mút mắt. Greg chém chết Seng. Điều mà khó tin ở trong cái đấu trường top 1. Greg chém chết Seng. Greg chém chết Seng. Cái lo cái lẽ. Ui dồi ôi, chém chấp tất bơi hết đây. Vâng, BB có lẽ là cũng đã thấy, nó cảm thấy nó quá khổ rồi. Một bài đi ôm bom rất hợp lý đến từ chim sẻ, cũng như việc mà chiến thuật Greg đánh chắc nhà và Seng Egypt thua Greg Mark. Một trận thi đấu rất hay của chim sẻ thắng và ra đi trả lại cái trận Seng trước hòa rồi nhá. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo trong series đấu thứ tư, tỷ số 2-1 dành cho cả đội chia sẻ thắng và Gani. Gọi cứu cứ hoài hoài ấy.